Có nhiều bạn hỏi mình là mình chỉ làm TikTok thôi mà sao mình giàu có đến mức như vậy. Thì mình cũng xin chia sẻ thật luôn, không phải là khoe. Mình thuộc dạng có gia thế rất là khủng các bạn ạ. Ngay từ khi sinh ra, mình đã sống trong nhung lụa bởi vì hồi đó nhà mình bán vải. Mẹ của mình có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch nước. Mẹ mình chính là bạn cùng trường của bà giúp việc cho ông tài xế của chị trợ lý, ông em rể nhà hàng xóm chủ tịch nước. Chú của mình làm cái nghề mà mỗi ngày đều nằm trên đống tiền, cụ thể là bán vàng mã. Mình có một ông bác có thể nói là đang cầm đầu thiên hạ, bác ấy làm thợ cắt tóc. Cô của mình một ngày kiếm vài trăm chai là bình thường, bởi công việc của cô là thu mua ve chai. Mình có một người cậu, mỗi tháng đều kiếm vài trăm củ, cậu ấy trồng khoai. Nói đâu xa, bà chị họ của mình hiện cũng đang công tác tại cơ quan công an tỉnh, cụ thể là làm lao công tại cơ quan. Mà nể nhất phải nói đến người anh họ của mình. Mình chưa thấy ai dám đụng đến một cọng tóc của anh ấy. Hiện anh ấy đang đi tu.